Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc xe Honda CR-V. Bản này của em là bản G mọi người nhé. Sản xuất năm 2020, màu đen, biển số Hà Nội. Xe của em chạy được 20.000 km. Mọi người có thể yên tâm về chất lượng. Khi mà chất lượng xe của bên em bán ra thì đều được cam kết bằng văn bản rõ ràng với quý anh chị. Ngoài ra thì bên em vẫn có dịch vụ cho anh chị đi check xe tại hãng hoặc là bất kỳ gara đại lý nào trên toàn quốc để kiểm tra chất lượng của chiếc xe. Bên em cam kết xe nguyên bản, không đâm đụng, không ngấm nước, máy móc zin ạ. Vì lý do sức khỏe nên giọng của em nó hơi thay đổi một chút, mong mọi quý anh chị thông cảm nhá. Hơi cú một chút ạ. CR-V bản này của em là bản G. Trên bản G này thì chỉ khác so với bản L cao cấp nhất, đó chính là cái cửa sổ trời. Cái mà để phân biệt rõ ràng nhất đấy ạ, thì nó là cửa sổ trời. Còn bản này thì cũng đã có công nghệ sensing và có cả camera line ở bên phụ rồi. Rất là dễ dàng quan sát. Và nó cũng vẫn có cái công nghệ giữ khoảng cách với xe phía trước ạ. Nói chung là vẫn là ổn. Một chiếc xe sẽ thực dụng hơn nếu với quý anh chị nào không cần đến những cái cửa sổ trời, hay là ở cái chi phí mình tiết kiệm được nhiều hơn. CR-V L 2020, biển Hà Nội 30G964.84. Nội thất bên trong của chiếc xe này thì còn khá là mới vì chủ xe họ rất là giữ gìn. Trên chiếc xe này thì được trang bị thêm một số cái đồ chơi bên ngoài thôi. Thảm này, đó, có thảm, có màn hình lắp chân gương. Như cái này nếu không thích chúng ta có thể tháo ra được. Ở phía cần số thì được bọc một lớp da rất là khỏe khoắn. Nội thất của chiếc xe này thì còn khá là mới. Ở đây thì có những cái mạ chrome này đều được ốp thêm đó, hoàn toàn được chủ xe rất là trau chuốt về chiếc xe này. Đó, thảm trải sàn 5D. Ghế thì còn khá là mới vì cũng ngồi ít, chủ yếu là ngồi ở ghế lái thôi, chạy 20.000 nhưng chủ yếu là ngồi mỗi ghế lái thôi. Những chiếc xe này thì là xe Việt Nam lắp ráp, nhưng này là 7 chỗ mọi người nhá. Rất là nhiều quý anh chị vẫn chưa xác định được xe Việt Nam thì nó khác cái gì, và đời nào thì là xe Việt Nam, đời nào thì là xe nhập khẩu. Em xin chia sẻ một chút nhá. Xe nhập khẩu thì nó sẽ có những cái đời, ví dụ đời rất là sâu, đời lẻ 9, lẻ 10. Thì bây giờ em sẽ lấy ví dụ đơn giản từ cái đời 11 trở lên nhá. Từ cuối năm 2011 đầu năm 2012 thì Việt Nam bắt đầu lắp ráp xe Honda CR-V bản 5 chỗ lắp ráp cho đến năm 2017 mọi người nhá. Đó. Đến cuối năm 2017 thì nhập về, ví dụ như chiếc CR-V bản L này, màu xanh rêu này của em này là lô đầu tiên nhập về. Nhưng khi nhập về thì nó là 7 chỗ. Còn trước đấy Việt Nam lắp ráp thì nó có động cơ 2.0, 2.4 và ở thời đó thì chỉ có phiên bản 5 chỗ thôi mọi người nhá. Sang đến đời này cuối năm 2017 thì nhập lô đầu tiên về như này thì là xe nhập khẩu, và từ đấy trở đi thì là CR-V là 7 chỗ mọi người nhá. Hiện tại vẫn chưa có thông tin hay là có thông báo gì sắp tới sẽ có CR-V 5 chỗ đâu ạ. Vẫn là 7 chỗ hết. Ở đây thì hàng ghế thứ 3 được gập xuống vì là gần như là hàng ghế thứ 2 còn không ngồi đến, nên là hàng ghế thứ 3 này vẫn còn rất là mới, mới tinh. Đó. Thì cuối năm 2017 là nhập khẩu, nhập khẩu CR-V cho đến cuối năm 2020 thì bắt đầu ra những chiếc CR-V trong nước lắp ráp như này. Thì video trước em có nói rồi, để phân biệt rõ ràng nhất ở bên ngoài chiếc xe thì mọi người cứ nhìn bộ la răng này. Đây là la răng của 1.5 turbo xe nhập. Đó. Còn đây là la răng mới của xe Việt Nam. Đó. Mỗi người sẽ có một cái sở thích riêng. Ví dụ như là xe nhập khẩu thì nó sẽ có nhiều cái ưu điểm về tôn rồi chất lượng xe. Mọi người quan niệm là xe Thái Lan, xe
nhập về thì hàng nó vẫn là hàng xịn, vẫn là nhiều cái yếu tố đó. Tuy nhiên là ở những cái chiếc xe lắp ráp này thì nó lại có công nghệ mới, đời cao, lại có công nghệ sensing rồi. Công nghệ sensing là công nghệ an toàn của chiếc xe. Ở đây thì sẽ có cảnh báo vượt, có giữ lệch làn đó, giữ lệch làn đang thông báo trên tablo ạ. Đó, chúng ta có thể bật chức năng giữ lệch làn này, chạy trên đường cao tốc ạ, nó sẽ giữ làn cho chúng ta rất là ổn định. Ở phía bên phải thì sẽ có camera live để chiếu ở phía bên phải cho chúng ta dễ dàng quan sát hơn. Đây là một trong số những cái gói công nghệ sensing. Ở đây thì có ra lệnh bằng giọng nói này. Đó, chúng ta có thể chỉnh giữ khoảng cách với xe phía trước. Rồi thì khá là nhiều những cái option khác của chiếc xe này. Thì nếu như anh chị có thời gian thì bớt chút thời gian qua trực tiếp cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để có thể xem xe mọi người nhé. Xe của em chạy 24.000 km. Đây ạ. Đó, mới bảo dưỡng tại 15.000 ngày 2 tháng 8 năm 2021. Rồi, nói chung là ổn. Nội ngoại thất chiếc này rất là mới, giá thì cực kỳ hợp lý. Ở trên đời CR-V này thì sẽ có đèn full LED. Đó, đèn full LED rất là chiếu sáng rất là tốt cho chúng ta vào buổi tối khi chúng ta hỗ trợ chúng ta lái rất là tốt. Rồi, bây giờ thì em sẽ công bố giá để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Hiện tại em có một chiếc Honda CR-V sản xuất năm 2020, màu đen bản G, biển số Hà Nội, xe chạy 2 vạn km. Hiện tại thì chiếc CR-V này bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 970 triệu mọi người nhá. Xin lỗi mọi người, với giá là 970 triệu ạ. Giá này thì bên em có thể hỗ trợ anh chị vay trả góp 70%, giao xe toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Ngoài ra nữa thì bên em vẫn có dịch vụ đổi các xe. Anh chị có thể đổi các chiếc xe của mình đang đi, lấy chiếc xe này hay là bất kỳ dòng xe khác của bên em. Chi tiết thì có thể alo cho em hoặc là chụp đăng ký đăng kiểm hình ảnh xe của mình qua Zalo với số điện thoại em đang để trên màn hình. Rồi chúng ta sẽ cùng trao đổi và thương lượng làm sao để hợp lý cả hai bên cùng có lợi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.